chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chị con nói với con là đừng có sợ xung đột, chỉ xung đột mà đừng làm tổn thương nhau thôi. Tại vì có khi xung đột nó lại làm tăng thêm cái cảm xúc của con người lên á. Chú có thấy vậy không? Gì lạ vậy? Chứ ở nhà thường chú không có xung đột với vợ. Không, yên bình lắm. Vậy đâu vui. Có xung đột có vui hả? Đúng rồi. Lạ vậy ta. Xung đột nhưng đừng làm tổn thương nhau. Có xung đột sao không tổn thương được? Có xung đột là sẽ có tổn thương. Mà có tổn thương là có tổn thất. Mà có tổn thất là có đau buồn. Mà có đau buồn là có chia ly. Nói vậy thôi, nói như là cũng rất là đúng. Đôi khi những cái sự xung đột nó nho nhỏ thế nó tạo một cái gia vị trong tình cảm của mọi người. Có thăng, có trầm, có sóng, có gió thì nó có yêu thương nhiều hơn ha. Mà tôi nghĩ rằng là bất cứ gia đình nào cũng có những điều đó quý vị. Nhưng tôi muốn chia sẻ những câu chuyện đó để mọi người tìm ra những cái mâu thuẫn đó. Và bây giờ cũng như thường lệ, chúng ta sẽ gặp gỡ những cặp mẹ chồng nàng dâu. Mời quý vị đến với mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Sao con nói vậy, bộ mẹ ở dơ lắm ha. Con nói vậy, mai mốt con đừng nói vậy nha. Con mà nói vậy á là người ta nghe được, người ta cười mẹ chết luôn á. Xin mời. À, chào cô. Dạ, chào cô. Ngồi. Chào chị. Rất vui được chào đón hai mẹ con đến đây tham gia chương trình. Bây giờ cô có thể giới thiệu cho mọi người biết được mình đến từ đâu ạ? Tôi là Trương Thị Giàu, ở 52 tuổi, ở Bến Tre. Làm nội trợ ở nhà chăn nuôi với tầm bưởi. Bưởi Bến Tre ngọt lắm nha. Trời, cô thích ăn bưởi lắm á cô. Rồi, mời em gái. Chào chú Nguyên Linh, chào Đại Lộc, chào khán giả. Em tên là Phạm Thục Nữ, em đang 26 tuổi, ở Tiền Giang, làm nội trợ. Con làm dâu của mẹ Giàu được 8 năm rồi. Mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ, được 2 bé. Bé lớn được 7 tuổi, bé nhỏ được 14 tháng. Ồ, là mới sinh ở đây. Dạ, mới sinh. Ngày đầu tiên mà cô gặp con gái, con dâu của mình á, thì cô có ấn tượng điều gì không? Hồi lúc nhà có đám á, cái thằng con nó lái xe. Cái vậy mẹ, mẹ kỳ này đám con dẫn bạn con về chơi nha mẹ. Dẫn về sao thấy giỏi quá, vô sốt sắng như người ta lạ. Người ta đâu có dọn dẹp chén bát phụ được mấy tháng cái nê khang khang, nhỏ đó được á khang, con chịu không, cưới đi, cái tay tháng 8 cưới. Còn chị, cái ấn tượng của chị lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng á? Về thấy mẹ ở quê mẹ cắt tóc ngắn vậy nè, mà nhìn vất vả cái nét, cái khổ cực, mà thấy mẹ hiền, nhìn nét vậy nhưng mà vui vẻ lắm, nói chuyện rồi là hoạt bát lắm, nói chung là không có sợ, thấy không có sợ chút nào luôn. Lên trời nó khác. Dạ. Rồi giúp về làm dâu ở chung nhà nó sẽ khác nhau, đúng không? Dạ. Về làm dâu thì cũng có chuyện, tại mình mới về còn nhỏ quá mà, lúc đó mới có mười mấy tuổi, 18 tuổi à. Chuyện vui thì nhiều hơn chuyện buồn, tại mẹ mẹ con con nít lắm. Mẹ con đi chợ cũng có đôi nè. Rồi về cái buồn á, cái chuốc đồ chơi bên đũa mà đâu biết chơi, mẹ dạy chơi. Hai cái 10 ngón tay không có cái móng nào luôn, cạo ở dưới đất. Trời ơi. Cãi đũa rồi. Đúng rồi, con biết cái cãi ra đó. Xong thảy lên cái gà cào nó quýnh cào luôn. Rồi đó anh chơi bên đũa không à, anh biết không? Rồi hai mẹ con chơi giống như hai bạn chơi với nhau vậy đó hả? Dạ, chơi ăn kẹo hay gì á. Trời ơi. Chơi bên đũa dễ cãi lộn lắm đó nha. Xong rồi giành lộn kẹo luôn. Trời ơi. Giành lộn luôn. Khi nào hai mẹ con căng thẳng với nhau mà cãi nhau không? Dạ không có cãi, nhưng mà có như cũng đôi khi có hiểu lầm với nhau vậy đó. Nó có bầu. Cái bữa đó cái nó bực bội, cái thằng chồng mới đi đi chơi chứ không có đánh banh nữa, mà mới tắm rồi mới rủ đi chơi. Đi chơi cái về cái tối lại là anh không đi tắm, cái là anh đâu có đánh banh đâu tắm. Anh ở dơ, anh qua anh ngủ với mẹ, anh đừng ngủ với em nha. Ủa sao con nói kìa, cái kêu dài liền. Ngỡ sao con nói vậy, bộ mẹ ở dơ lắm ha. Con nói vậy, mai mốt con đừng nói vậy nha. Con mà nói vậy á là người ta nghe được, người ta cười mẹ chết luôn á. Buồn thiệt, không nói. Cái giận nha, cái sáng ngày lại. Mẹ con đi chợ, nay ăn gì mẹ là con tự mua. Coi gì con hả, con ăn được thì cha mẹ ăn được. Về cái hỏi, mẹ mẹ con xin lỗi mẹ, hồi tối con lỡ nói. Mẹ đừng giận con nha mẹ. Mẹ không có giận mà mai mốt con không có được nói vậy nha. Coi như con dâu biết lỗi rồi. Biết lỗi, biết xin lỗi. Có cái chuyện này buồn để trong lòng nhưng mà chắc mẹ không nhớ đâu.
sanh bé đầu tiên á, là lúc đó là mới về cũng cũng không có bự mà cái có bầu bự ra vậy nè. Ừ, mình mới sanh, mới đang ở trên bệnh viện á, cái kho chưa có sữa, bé nó khóc nữa, cái mẹ mới đi như đi lấy sữa bình nó quậy cho uống. Đêm đó bé nó bị khóc, nó bị yếu đường ruột, nó khóc quá trời luôn. Tới sáng nghe là nó teo em bé lại, nó vàng da, nó vàng đậm luôn. Cái mình thấy mình rất là xót con, nhưng mà tối lúc đó mình mới sanh ra mà nó đau, không có nhúc nhích được. Mình như mình bất bực lên, như em nói như mẹ kêu là dỗ, cái mình mệt với đâu có ngồi vậy được. Sáng ngày bà con vô thăm vậy đó, cái mẹ nói một câu mà buồn tới giờ, như lúc đó mình tủi thân lắm. Em bé khóc á, mà nó không chịu dỗ, nó nằm như trâu vậy đó. Trời ơi, buồn dễ sợ luôn vậy đó. Những cái câu chuyện như vậy thì cô nhớ những câu chuyện nào con dâu làm cô buồn lòng không? Ai lại hỏi, có tám ở nhà không Ngữ? Dạ không biết nữa, để con coi coi mẹ con mới đây không biết đi đâu. Chứ không có phải mà như, ừ không biết bả mới đây đâu, không có đó. Thường con cái đó đó. Cái nhiều con dâu mà hỏi, ủa ba, mẹ con đâu rồi đó? Ai biết bả đi đâu mất tiêu. Không biết bả mới đây đâu vậy? Mới đây bả đi đâu rồi? Tại hồi đó giờ vậy á, cha là cha, mẹ là mẹ, chứ không có ổng bả, không bao giờ có thương á. Rồi lý cái... do, lý do sao mà mình thương con dâu dữ vậy? Mẹ mới về thương con cái. Thương mẹ. Thương con cái. Dễ thương, cái từ này dễ thương mà. Mẹ có mình về không như người ta bon chan. Còn dâu mình không có bon chan. Chắc khoảng 42 kg. 42 đó hả? Hơn. Mà nhỏ xíu à. Giờ chắc cũng gấp chắc 10% thế giá trị tăng. Nhỏ xíu à. Mà không có sửa sạn. Chồng con tài xế nha. Con để con lem luốc quá, mai mốt nó ra đường nó me con khác là nó bỏ con luôn á. Tắm tắm đồ đi. Cái về tắm tắm. Mẹ giữ con ông bé ông con. Vô tắm ngồi trong nhà tắm. Một buổi trời vậy á. Đi tắm vô đó ngồi cho nó xịt thuốc lâu lắm nó mới tắm được. À. Chữ em bé vô đi dũi tóc mấy tiếng luôn. Trời ơi, nhủi tóc một ngày buổi trời luôn. Cả ngày luôn. Đi từ hồi 11 giờ mà tới thùi luôn. Tại vì bác xúi chị. Không có, mình bác biết mà không biết nhủi lâu vậy biết không? Nhủi tóc là làm gì? Nhủi á, nhủi á. Nhủi tóc chứ không phải nhủi tóc. Chắc đông người á, đợi á. Dạ. Con sửa sạn đại lên. Mà cái gì cũng mát nha. Cái thằng kia xúc chuồng nó đi đâu về. Nào xúc chuồng? Con hả mấy. Đi ra được rồi khỏi nhà làm nó không có về. Trời hết rồi. Lâu xúc chuồng đi lần hả? Đi tài xế lái xe về rồi ở nhà vậy đó. Cái điện hoài cái ông xã nó không bắt máy. Mẹ điện cho con mẹ. Mẹ điện được cái điện. Con ở đâu? Con uống cà phê. Con uống cà phê từ hồi sáng tới giờ. Con uống thì xong chưa? Là 15 phút nữa. Mẹ cho con nửa tiếng á. Không về là không được nha. Cái sao tự nhiên xe qua xe lại. Cái nó về tới. Về tới cái nói, con đi đâu con chơi một giây một giờ thôi. Cái thời gian nó ngắn thì mình tính theo ngắn. Còn thời gian dài thì nó tính theo dài. Mai mốt vợ con đẻ rồi. Ví dụ mẹ với cha đi đâu không có nhà rồi. Con nhận xúc chuồng cái con đi luôn vậy về nhà rồi. Nửa đêm nữa hôm mẹ em bé nhỏ nữa. Từ đây tới sau không có vậy nha. Bởi vậy con đi đâu đi ra cũng không đi đâu cũng không được. Mới mốt đi luôn. Kỳ đó có bầu. Hai chồng ngồi bấm điện thoại bấm sao dành chơi hay gì á. Cái dặn hồi cái thằng kia đi mất tiêu. Cái ở đây mà trời mưa lâm râm nữa. Ở dưới quê mà đi đường trơn nữa. Cái mới nói, ủa mới đây hai đứa rồi đâu hết đứa rồi. Anh đi rồi mẹ. Không biết anh đi đâu mà con điện anh không bắt máy. Điện hỏi con đang đầu ở Khang. Con tên Dũng. Nghe nói tên Dũng cái lật đặt lấy cái non lá. Tan đi. Cái ông nội, cái ông cha chồng mới sợ đi té có bầu nữa. Ngữ đi kìa mẹ mày đi theo nó đi. Lên bẻ cái cây cắt đứt nha. Vô gình gình đang có nhậu là quất liền. Quất. Mẹ đi, con đi trước, mẹ đi sau. Lên là mẹ mẹ hỏi một câu, dâu bòi một câu. Mấy cái cây cái nhánh bông bụp bị lớn vậy bẻ tước ra quất liền. Có lần đó bạn xuống nhà chơi. Cái không biết ghẹo gì á. Cái mấy mẹ ơi, Khang ghẹo con kìa. Rồi biểu xách cái cây gôi mì bự chân cái vậy nè, hai cây. Cái ảnh đâu có chịu, chạy vòng vòng hai con dí, chạy vòng vòng nè, rút vô buồng trốn. Cái anh kêu mẹ chỉ vậy nè, ý gì nha là mẹ anh đóng á.
mẹ vô mẹ đóng cửa nhẹ nhẹ, trời ơi mẹ bắt mẹ quýnh nát hai cây gôi luôn. Trời ơi mẹ, đó, mẹ la quá trời luôn mà không quýnh trúng bắn cây nào hết. Quýnh cái giường cái cây mượn mà quýnh trúng chắc chết quá, quýnh hù giỡn rồi mát qua mát lại quýnh cho con dâu hài lòng, quýnh hù vô cái thanh giường chứ không phải là quýnh thẳng. Tâm lý quá hả, công nhận mẹ chồng này hay á nha. Không có quýnh con trai vậy mỗi tháng gì đó là em cho anh sức chuồng mấy lần. Chị muốn đi giờ nào đi à. Nhưng mà tại vì lúc đó còn nhỏ á, chứ bây giờ hết rồi, bây giờ ở nhà không à. Biết biết là mẹ chồng dễ thương quá. Thì đến nơi về đến chốn. Còn hồi lúc đó mà không khăn hết đường con ấy mua giùm mẹ là rồi đó. Nửa ký đường đấy tới chiều rồi cái dấu là rồi mẹ sai ảnh đi là 15 năm xà luôn. Đi mua ký đường là mình ăn xong cái bữa cơm đó mình nấu cơm chiều luôn chưa thấy về đó. Ở miền Tây có nhiều câu dễ thương ha. Đi 15 năm xà luôn hả? Đi ra là nó không biết đường về. Bây giờ nè, anh có cái một cái bí mật này nè. Anh chồng có gửi cho anh cái lá thư. Anh có gửi thư tâm sự. Hỏi sao không dám nói với vợ với mẹ nó thôi. Nói rồi cái mẹ đánh ta. Thành ra ta thông qua lá thư. Chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi tên là Khang. Vợ tôi thì có lúc rất dịu dàng, nhưng em cũng có một khuyết điểm làm tôi rất buồn. Vợ nói nhiều vô cùng. Khi có một việc gì làm em giận, không hài lòng là em bắt đầu trách tôi lời qua tiếng lại. Là em lại nhắc chuyện cũ, tất cả những chuyện đã qua em sẽ đem ra nói đi nói lại. Rất là mệt, nói hoài mà em lại không hiểu và thông cảm cho tôi thế nào là cái sự chịu đựng của người đàn ông. Còn trong chuyện dạy con cái, vợ rất nghiêm khắc, nhưng với tôi không được. Em chỉ dành phần dạy con cho riêng mình thôi. Có làm sai tôi cũng không được lớn tiếng luôn. Vợ làm tôi khó chịu rất là nhiều, không biết bao lâu rồi. Còn với mẹ thì vợ con có nói gì mẹ phải hỏi lại con. Còn đằng này cái gì mẹ cũng nghe một phía từ vợ con hết á. Và mẹ đừng có tiết kiệm nữa, có gì ngon mẹ cứ để dành cho tụi con mà không có nghĩ đến thân mình. Mẹ có bệnh trong người, ráng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về thăm mẹ thường xuyên hơn. Mẹ cứ đừng buồn con nghe, và nhớ đừng có nghe lời vợ mà la con nha mẹ. Nên ơi, có cái gì ăn cũng nhường cho con. Là có cái cô ở nhà gà đồ nhiều lắm, cô với chú mận gà lên ăn không được. Mua cái gì có mẹ 100 tiết ngàn cũng dám ăn. Không có con ở nhà là không dám, không mặn con gà ăn. Mặn lên không ăn được. Còn con với dâu đồ về, cháu nội đồ về, mặn được hai ba con. Mẹ mời con về, đêm đó ngủ cũng được, mừng. Thôi con trai nó nói vậy đúng rồi đó. Cái gì mẹ cứ ăn, mẹ lo sức khỏe cho mẹ đi ha. Chứ đừng nghe là vợ con chửi con nữa. À đây đây, thơ của ảnh nè, anh gửi lại cho em. Giống như là ảnh bị, ảnh không được nói á chị. Mình nghĩ ảnh không phải như vậy, chắc không có để bụng đâu. Nhưng mà cũng giải thích như vậy nè, trong nhà là mình nghĩ là phải có một người cương, một người nhu. Nhưng mà mình không có để cho cha nghiêm khắc được. Ảnh hiền rồi cho, ảnh thấy anh hiền luôn đi, mình giữ rảnh mình giữ luôn. À cũng vậy, cũng thương chồng đó chứ bộ. Nhưng mà tức giống là như người là muốn chồng đóng vai hiền, còn mình đóng vai ác với con á mà. Không phải là không cho ảnh gầy con, nhưng mà cái kiểu của ảnh như ảnh gà rỡn, nói chang như là đang giỡn với nó vậy đó, nó không có nghe. Còn cái chuyện mà con trai nó nói á, là cô nhiều khi phải nghe từ hai phía, nghe từ bên đây không, cái cô Binh bên đây cô cứ... Có lúc nào mình cũng vậy, ngồi đó mình cũng nghe rồi. Nghe rồi thì đàn ông thì phải nhường đàn bà ăn tí. Vậy hả? Có gì xong rồi hồi vậy không có con mình đó. Mình mới nói, mày tại nãy mẹ ép mà khăn nhà mày mốt con không có vậy. Ép cái gì con, mình, con dâu mình vui á. Binh dâu mình tốt. Là hay luôn á, thiệt á. Cái vụ mà tiết kiệm là có thiệt. Giờ con muốn nói mẹ, mẹ thay đổi tính tiết kiệm đi. Về mua cho bộ đồ, cho cái khăn. 8 năm rồi chưa đụng tới. Hỏi sao mẹ không xài. Mẹ uổng quá à. Mẹ để dành, nói như mẹ xài hết đi con mua cái khác. Không chịu, trời ơi mỗi vậy lần chứ mẹ mày xài cái khăn cũ 8 năm rồi đó hả? Cất không à, đâu mặc đâu, không, đâu xài. Cái khăn, à, không, cái, khăn cái khăn kia hả, xài lâu dữ lắm, rồi thay rồi không biết lấy cái nào, không chắc biết nhưng mà luôn cái luôn hả? Nói đôi dép này hồi 2012 tới giờ. Chưa khai mạc. Mới gỡ mạc hồi sáng đó hả? Mới gỡ mạc hồi sáng. Mua cái gì ăn cái là không ăn hết một ngày đâu. Ăn 5 ngày, 6 ngày. Để dạ.
để dành để kho cá mặn quá trời. Hai vợ chồng cứ quen ăn đồ ăn không mà ít ăn cơm, còn tự mẹ nhiên đây biết rồi. Mẹ kho một nồi cá về mới ăn. Cái tủ huyết áp làm sao kho lạc sao ăn được? Vậy với miếng cơm nè, quất cả đống vô nó mặn như chết luôn. Mà ăn cũng phải gắng ăn. Nó chê mặn mặn nhiều quá hết trơn. Nó ăn hết, đang cho mẹ mày làm khác. Chứ để mẹ mày ăn hoài sao. À, để lâu quá không tốt quá. Sao mà... Bây giờ à. Hai mẹ con ôm tình cảm chút nào. Nhớ à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Chắc cô này cũng ngang ngược lắm. Mà mới đây mà không như thôi. Cô ngang ngược lắm, không biết là sao. Xin mời. Chào cô. Dạ chào cô. Mời cô ngồi. Hai mời em. Thưa chị. Dạ. À, chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. À, chào khán giả trong trường quay mẹ chồng nàng dâu. À, tôi tên là Lê Thị Huệ. À, tôi nghề nghiệp là nội trợ. Tôi ở Bình Chánh. Rồi còn em. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Lê Lộc và chào toàn bộ khán giả. Em tên là Võ Thị Hiền Ni, hiện tại em 24 tuổi, em là giáo viên mầm non. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ được 1 năm rưỡi rồi. Có em bé chưa? Dạ, em đang có em bé 5 tháng. Ồ, chúc mừng nha. Con dâu của cô còn nhỏ quá ha. Rất là nhỏ tuổi luôn á. Cái ngày đầu tiên mà gặp con dâu thì cô có ấn tượng gì không? Hồi kia đi tập yoga với lại chị của bé. Tập xong rồi giống như ngồi tám. Cũng tâm sự là cô có con ngoài 30 rồi mà coi như là chưa nghĩ tới chuyện gia đình. Thì coi như là chị của bé mới nói là con có một đứa em con không chú cùng quê với lại cô. Cô nghe cô cũng thích. Văn hóa vùng miền là cô thấy là để cho nó dễ hơn. Là quê ở đâu cô? Quê ở Quảng Nam. Dạ. Cô hẹn là đến nhà chị chơi thì cái bé mới lên, thấy bé rồi cái tính cũng giòn giả nè, rồi thấy dễ thương, rồi cũng đẹp gái, rồi thấy là coi như là thấy chịu luôn, coi như là mình nhắm về cho con trai mình là thấy được rồi đó. À, tức là cô coi mắt con dâu trước khi con trai xem. Còn chị có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Thì em thấy mẹ nói chung là rất là vui tính. Lúc đó em cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mà nói chuyện với mẹ một hồi thì em thấy mẹ rất là tâm lý mà hiện đại nữa, cho nên cũng đã hồi hộp. Vậy là nhờ cái bà chị làm mai đó đúng không? Phải dẫn dắt từ đầu. Dạ, rồi dạ. Sau đó là mẹ chồng gặp trước, chồng mới gặp sau. Dạ. Hai người gặp nhau lần đầu tiên thì cảm nhận thế nào? Từ lúc gặp tới lúc cưới nhau là bao nhiêu? Dạ, từ lúc gặp cho đến lúc cưới nhau là 3 tháng. Ồ, cũng lẹ quá ha. Lẹ quá ha. Lúc đó khi mà gặp ở nhà chị họ thì mẹ có cho số điện thoại của mẹ. Thì em nghĩ lúc đó là em lưu số điện thoại của mẹ vô thôi, chứ em không nghĩ đó là số điện thoại của con trai mẹ. Khi mà em lưu vô thì nó hiện trên Zalo cái hình của chồng em. Cũng nghi ngờ thôi. Nhưng mà em lưu rồi em để đó thôi. Em không nhắn tin, không gì hết. Cái anh kia thì cũng nghe mẹ nói là có cái cô dài dài thôi, chỉ nghe qua nghe lại, hai vợ chồng chưa gặp. Cái là ảnh bình luận ở trên cái hình một cái đầm mà em bán. Hồi đó em bán shop em bé, hỏi là cái đầm này giá bao nhiêu, rồi như thế này kia. Rồi em cũng biết, nhưng mà em giả đò em trả lời lại y như tư vấn cho khách hàng vậy thôi. Thế là hai vợ chồng hợp nhau rồi bắt đầu nói chuyện. Trong vòng 1 tháng, anh người quê có đám cưới của chị. Em mới nói là sắp tới mà em về quê. Cái cờ ảnh đòi về quê luôn. Lúc đó em cũng hồi hộp lắm. Tại vì hồi nào tới giờ mình làm gì mình có dẫn bạn trai nào mà về quê như thế này kia đâu. Em từ chối, cái là kiên quyết dữ lắm, đòi năn nỉ rồi. Mọi thứ biết cái ngày lịch của em về quê, cái là thế là đặt vé máy bay rồi hả, từ A đến Z rồi em bó tay luôn. Thì em cũng nghĩ là về quê bạn bè chơi thôi. Ai về, anh thưa chuyện cưới và má em luôn. Làm luôn vậy đó hả? Dạ, làm luôn. Em lúc đó là cũng chưa nói yêu, cũng chưa nói là như thế nào hết. Em biết là anh tuổi Sửu hợp giờ tuổi với em, là có thể bờ vai chỗ dựa cho em. Cho nên hả, thôi bây giờ hả, mình không tìm nữa. Duyên nó tới thì mình chấp nhận luôn. Thế là chồng em nói chuyện với ba má em xong là vô nói chuyện với mẹ rồi nói cưới luôn. Ủa, nhưng mà trước khi đi đó,
thì con trai có xin phép mẹ là con ra đó con nói cưới này kia không? Có, tại vì vậy nè, cô thì cũng dè dặt, con coi đây là cũng giống như một chuyến đi chơi đó nha. Coi như cái gì cũng phải từ từ chứ, coi như là hả, duyên nợ là coi như cái chuyện trọng đại lắm. Con cẩn thận chuyện mà cha mẹ cô nhắc nè, ăn kèo đi chứ, mẹ yên tâm đi. Hả, ăn thua là cái cô này có một phụ huynh là con tán cỡ buổi thôi chứ không nhiều đâu. À, tức là có hỏi mẹ rồi, ra ngoài mạnh dạn nói ha. Dạ. Rồi khi mà về thì hai mẹ con có hợp nhau điều gì hay không? Dạ, nói chung là khi về thì hai mẹ con rất là hợp nhau. Từ ăn uống cho tới cách ăn mặc, rồi mọi thứ. Hai mẹ con mà khi mà đi lựa đồ này nọ, nói chung rất là ưng ý. Hai lựa đồ đẹp quá hả? À. Có đồ rất là đẹp luôn á. Dạ, cái này là áo dài cưới em lựa cho mẹ lúc mà đám cưới của em với chồng. Không, nhưng mà em lựa đồ cũng rất là đẹp. Tức là lựa đồ trẻ trung, ý anh nói vậy đó. Trong cái việc ăn uống ở trong gia đình mình có hợp nhau không chị? Khi mà em về á thì bữa đầu tiên mà em dọn ra, trời ơi, mà cảm giác của em mà khi mà vô bếp là rất là thích. Mà dọn ra thì lúc nào cũng cứ ngồi không biết là mẹ ăn có vừa miệng không, không biết ba ăn có vừa miệng không. Nhưng mà khi mọi người ăn xong rồi mọi người nói ăn ngon. Không những là ngon rồi mà còn trình bày cũng đẹp nữa. Coi như là hả, ảnh vô bếp một cái là cô yên tâm. Cái bữa ăn nào nhìn thấy cũng hấp dẫn ha. Hấp dẫn. Nếu mà hả, có một lần bé làm cô giận đến mức độ coi như là hồi đó thì hai vợ chồng mới cưới rồi thì coi như là nghỉ làm bên trường để đi ra mở quán bún bò, ý là cày cút mà để cho nhanh có nhà cửa. Yeah. Coi như là hai vợ chồng á thì hồi nó mới bày đi ra làm thì thường á là mình phi hành á, mình sắc hành buổi sáng rồi phơi vài tiếng rồi coi như hành héo rồi mình phi mới ngon, cũng đẹp hành nữa. Anh này ảnh buổi chiều mà ảnh sắc hành ra 2 kg hành với lại mấy lít dầu con ha? Cũng cơ khoảng 2. Cái xong hỏi mẹ bây giờ coi như mình phi sao mẹ, thì coi như mẹ mới nói là tối rồi thì đâu có phơi được, mình thôi bây giờ coi như con bật cái lò nướng lên. Khi mà lò nướng thì sấy mình trải đi ra. Yeah. Coi như là ít thôi để mình sấy, thì ảnh không biết, ảnh đổ coi như là đầy hết cả 2 kg thì vô trong nó đâu có làm sao mà nó quéo mà nó giống như mình phơi được. Anh bắt dầu lên anh mới phi, khi anh thấy không vừa ý, trước khi đi chợ là mẹ đã nghi rồi, coi như hả, con cứ để đó nghe, con cứ khuấy đều đi. Dạ, dặm xong xuôi mẹ đi chợ ở đây coi như đổ hết trơn. Trời ơi, diện giận mà tiếc chứ, coi như là hả, cái công phu mà coi như là sắc mỏng cả 2 kg hành mà hành sắc lẫn gai mắt. Cô đã sợ, coi như cô kêu con để đó, coi như mẹ đi chợ là mẹ mua 1 kg hành mà loại 1 sáng ngày để có bán. Còn cái đó lỡ mà mình không có xài cho khách được, không đẹp mắt thì mình để đó mình ăn. Coi như mình kho cá rồi mình ăn. Trời ơi, diện giận ra chứ, coi như trước khi đi là coi như là mẹ đã dặn rồi mà coi như là không biết. Chắc cô này cũng ngang ngược lắm, mà mới đây mà coi như cô ngang ngược rồi, không biết là sao rồi, coi như ở trong lòng vừa giận mà vừa lo. Thì lúc đó khi mà em đổ thì em cũng không có nghĩ tới là sẽ để cho nhà xài, tại vì mẹ rất là kỹ tính. Cho nên em nghĩ vậy, cái xong rồi em đem đổ. Cái sáng hôm sau em về em thấy mẹ không cười. Em nói ôi trời, không biết mình làm cái gì mà mẹ không cười đây. Có vấn đề ha? Dạ, có vấn đề. Tại hồi nào giờ là không có cái tình trạng đó. Em mới hỏi chồng em mới nói tại em đổ chảo hành của mẹ đó. Cái lúc đó em cũng im lặng luôn, em không có giải thích gì với mẹ hết. Nhưng mà em biết mẹ buồn cái việc đó cho nên em không có để cho nó xảy ra một lần nữa. Nhưng mà sao lúc đó cô không nói với con dâu mình, là đi nói với con trai của mình? Cô coi như giống như là cô ngỡ ngàng, cái kiểu giống như là không biết con mình muốn mình chọn với lại không biết có sai không, mà coi như là hắn còn lộ ra cái mà ngang ngược của cổ tới đâu, hắn cứ đâm lo không biết coi như là có sai không ta, cứ lo nghĩ tâm sự với con trai. Đó con cô mới giải thích mẹ này, bé này là coi như làm ở bên cái môi trường mầm non, là coi như cái sức khỏe là cái vệ sinh đó là rất là nghiêm ngặt, thành ra coi như cái gì mà hư là đổ. Họ bắt đổ. Qua chuyện này thì sau này mẹ con có gì nói thẳng với nhau liền. Thật sự cái chuyện hành nó cũng nhỏ thôi, mà cô này cũng hơi lì, đúng ra cũng phải xin lỗi mẹ đến hôm qua thôi con lỡ đổ rồi. Tại mới nên cũng hai mẹ con cũng thì bây giờ mình đang mới thì mình sẽ nói cho nhiều cái cặp
Mẹ chồng nàng dâu cũng mới nè, mình chia sẻ thôi. Cô cái ngại rồi không biết rồi mình nói ra rồi mang tiếng rồi mẹ chồng rồi này kia cái nọ, cứ như cô ngại. Cứ thế ngại rồi cô dâu cũng ngại, cứ hai người ngại, cứ hai người nhìn nhau không ai nói với ai trơn. Cuối cùng cái thấy ảnh cứ làm quần quật vậy đó, rồi cô như cũng gọn gàng rồi sạch sẽ, thấy nhìn cái thấy thương cái thôi, cô như là bao nhiêu bỏ qua hết trơn. Rồi sao cái chuyện không hợp đó, còn cái chuyện nào nữa không cô? Có lần một nó coi như ảnh sợ, cái từ đó ảnh không có dám coi như là làm thinh với ảnh lần nữa, mà ảnh sợ bây giờ ảnh làm cái gì cũng làm tròn với là cái gì cũng phải hỏi mẹ. Em thấy có chuyện gì không hợp với mẹ chồng nữa không? Hai mẹ con rất là hợp nhau, nhưng mà mẹ rất là khó tính, mẹ rất là kiêng về đồ ăn nè, mẹ sợ ăn khuya. Mẹ thì mẹ thiên về sức khỏe là 6 giờ là mẹ đã ăn rồi, mà em thì phải chờ chồng 7-8 giờ là về ha. Lúc nào mà hai vợ chồng ăn mẹ cũng nói vậy chứ: con ơi đừng ăn khuya nữa, trời ăn khuya bụng bự lắm con ơi, con ơi ăn khuya tiểu đường. Ngày nào mẹ cũng nói như vậy hết. Còn cái vấn đề em xấu nhất là tại vì em đi khồm lưng á, mẹ cứ nhắc hoài luôn: con ơi đi thẳng lên con. Mẹ thôi bây giờ con, mẹ nói con nghe nè, con đi làm vậy á, con vô con tập yoga xong đi, con làm sao con thẳng cái tướng của con lên, con đừng có khồm nữa. Cái tướng đi nó cũng quyết định được cuộc đời của mình, thành ra cô hay nhắc bé đó thôi, đúng không? Nói chung là những cái gì mà mẹ không thích á là mẹ cứ nói hoài, lặp đi lặp lại, ngày nào mẹ cũng nói như vậy đó. Dạ. Mẹ nói điều đó tốt cho hai đứa luôn đó. Dạ, nhưng mà nhiều lúc cái tình thương của mẹ nó bao bọc quá, nó nhiều quá, đâm ra hả nó cũng mệt mỏi. Nói chung là tính của con á thì hồi nào tới giờ á, nói chung là đi ra ngoài đường hay là bất cứ một cái gì cũng vậy, không có đeo khẩu trang, không mặc váy chống nắng rồi như thế này kia. Nhưng mà từ khi về ở với mẹ, chỉ cần bước ra nhà một cái: con ơi bị khẩu trang vô, con ơi mặc áo khoác vô. Đến cả mà em đi ra ngoài mà em lỡ mà em mang cái đôi dép lào rồi chân nữa, mà mẹ thấy vậy là mẹ cũng không hài lòng. Mẹ phải chạy vô trong nhà mẹ lấy đôi giày mẹ đem ra cho em. Mặc thì mặc đầm mà mang cái đôi dép kẹp, mà cái đôi bự coi như cái chân thì nhỏ, coi như là cái đôi dép kẹp thì dài ra, cái mẹ phải xách giày mà chạy theo ra tới ngõ luôn. Vậy thương con dâu quá rồi. Nói chung là mẹ lo cho em từ A đến Z, cảm giác như là em với mẹ như là mẹ con ruột vậy đó, cho nên em thấy rất là hạnh phúc. Để xem được con trai có ý kiến gì đối với hai mẹ con không nha. Thật ra là cuộc sống giữa mẹ và vợ thì cũng chưa quá dài, nên cái sự mâu thuẫn cũng chưa có xuất hiện nhiều. Lại hai người cũng khá là hợp nhau, nên với mẹ con chỉ mong mẹ đừng có quá mê tín, bởi vì cứ để cho mọi việc nó diễn ra tự nhiên thì cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn chút. Nói chung là đừng có tạo thêm áp lực cho cuộc sống của riêng của mẹ và của vợ chồng của con. Với vợ thì chồng cũng xin cảm ơn vợ là đã yêu thương gia đình chồng giống như yêu thương gia đình của vợ. Thật sự không hiểu sao mà người giống nhau quá vậy. Nên nếu được thì ráng cố gắng cùng nhau thay đổi luôn thì tốt hơn. Là hai người biết kiềm chế khi nóng giận, và bên cạnh đó là bớt lại cái tính cố chấp. Nhưng mà dù thế nào thì người còn yêu mẹ, còn yêu vợ. Có một chuyện vậy, xem ngày cưới của hai vợ chồng á, chồng em mới nói với em là thôi hai vợ chồng mình đi coi. Thì thường thường ngày cưới thì nó chỉ chuyên vào ngày âm thôi, không có nghĩ đến ngày dương. Thế là ngày cưới của em trúng ngay ngày thứ 6, ngày 13. Cái ngày mà phải gọi là hồi nào tới giờ ai cũng có ngày 6 như thế này kia. Khi mà em về em ở thì mẹ mới nói, tại vì trong khoảng thời gian đầu mà cưới về thì vợ chồng làm ăn cũng ổn thỏa, nhưng mà sau một thời gian thì cảm thấy nó đi xuống. Cái mẹ cứ nói chắc là tại vì hả coi ngày cưới rồi như thế này kia rồi đứa khác. Lúc đó em cũng hơi buồn. Với lại cứ dặn vợ chồng lúc nào luôn luôn là nghĩ tới cái chuyện ông bà là sáng thắp nhang, chiều thắp nhang. Cái mẹ mê tín. Rồi, hôm nay chúng ta đến đây để chia sẻ những câu chuyện như thế. Cái mong muốn của cô muốn con dâu mình thay đổi điều gì?
không biết rồi sau này sao, chứ còn bây giờ trước mắt thì cô rất là hài lòng. Dạ vậy là tốt rồi. Còn em? Dạ cái điều mà em muốn nhất á là bây giờ mẹ lớn tuổi rồi, em chỉ mong muốn mẹ là bây giờ chỉ nghĩ cho bản thân mình, ráng giữ gìn sức khỏe rồi lo cho ba là được. Còn mấy đứa con nó lớn rồi, phải để cho nó tự tung tự tác, nó vấp rồi nó sẽ đứng lên được, chứ đừng có mà những lúc vấp là mình đỡ nó lên hoài, đâm ra nó không có nhìn ra được vấn đề đó. Với lại cái chuyện mê tín nữa vậy thôi. Rồi, cảm ơn cô. Anh nghĩ rằng mê tín thì cũng không có gì đâu. Từ nay về sau thì con sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ, và con sẽ cố gắng chăm sóc gia đình. Cho nên mẹ đừng lo lắng nhiều quá. Hồi nào tới giờ mẹ có ba thằng con trai, nhưng mà bây giờ có con về rồi con sẽ gồng gánh với mẹ. Hai mẹ con ôm nhau nào. Dạ. Thực sự chỉ chưa đến 2 năm thì con đường nó còn dài lắm quý vị. Cũng trên con đường đó chắc chắn nó cũng sẽ có nhiều cái sự việc xảy ra, và mong rằng mẹ con sẽ giữ được cái hòa khí như lúc này. Và xin cảm ơn khán giả đã cùng đồng hành cùng với Quyền Linh và Lê Lộc trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin chào quý vị.